Vâng, T Audio xin kính chào quý vị và các bạn, những người yêu âm thanh, âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip hôm nay, em xin được test lại một cục đẩy Crown Macrotech 2402 đời mặt trắng trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Văn Liệu, có địa chỉ ở huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng. Và anh Nguyễn Văn Liệu thân mến, ở clip này em xin được test lại để kiểm tra đều thông số kỹ thuật hai bên cũng như về chất âm trong chẻo bay bổng trước khi gửi tới cho anh để anh được yên tâm. Quý vị thân mến, mọi nhu cầu về mua sắm các dòng sản phẩm của Mỹ xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại 0975 600 005 để được tư vấn chi tiết về các model, các dòng đẩy Crown Macrotech cũng như một số dòng sản phẩm loa JBL 3 số 4 số. Và trong tuần tới, nếu không có gì thay đổi thì bên cửa hàng của Tị Audio tiếp tục về được những sản phẩm đẩy Crown Macrotech 5000VZ và một số dòng đẩy với model 1201. Vâng, 1201. Vậy những quý vị nào đang tìm kiếm những sản phẩm trên, xin hãy liên hệ với Tị Audio theo số điện thoại đã nêu trên. Và những quý vị nào đang tìm kiếm cũng như đang quan tâm, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi mỗi khi có những sản phẩm mới mà quý vị cần trong nhu cầu sử dụng cho gia đình thì tiện theo dõi khi mỗi khi bên cửa hàng của Tị có được sản phẩm thì sẽ kịp thời thông báo được đến với kênh của quý vị và các bạn khi các bạn đã đăng ký. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cũng như anh Nguyễn Văn Liệu cùng nghe một bản nhạc để kiểm tra chất âm về dòng sản phẩm mà anh đã lựa chọn. Vâng, giá của sản phẩm anh Liệu đã chọn lựa chọn với giá 22 triệu bao ship tận nhà anh Nguyễn Văn Liệu. Vâng, mời quý vị và các bạn và anh Nguyễn Văn Liệu thân mến, em kiểm tra một kênh được hoạt động và kênh thứ hai tiếp tục được hoạt động. Vâng, như vậy là hai kênh được hoạt động đều. Và bây giờ mời anh Nguyễn Văn Liệu cũng như quý vị và các bạn cùng nghe. Anh Nguyễn Văn Liệu thân mến, đây là hình thức bên ngoài của sản phẩm mà anh đã lựa chọn. Đây là sản phẩm bên trong của sản phẩm mà anh Nguyễn Văn Liệu đã lựa chọn cho mình. Vâng,
có điều quý, sông lan núi hồng cảnh đẹp như tranh. Con chưa về để dặm thương dặm nhớ, để vì đó mưa trên sông nước vội vội giọt mồ hôi vượt vai chạm mặt vẫn vàng nhỏ nhăn vẫn câu hát ngân nga. Có phải quê nghèo đứng cánh ngồi mặt cô gái nằm nghiêng gió bao màu cát bao thắm đẫm hồn quê sông núi. Vâng, em đang đánh với một cặp phun đôi bát 40 từ 22 côn 100. Quý vị và các bạn thân mến, ở bản test 1 rồi, em đã test và kiểm tra cái thông số 2 kênh với âm thanh trong trẻo và bay bổng trước khi gửi tới cho anh Nguyễn Văn Liệu. Và bây giờ em xin được dừng clip tại đây. Mọi nhu cầu về mua sắm xin hãy liên hệ theo số điện thoại 0975600005. Và cuối clip, quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi kênh của Tây Audio.